còn quan tâm tới hoàn cảnh của ông Năm và sẽ làm cho ông được cái parabol, dòi nước để ông khỏi phải bò qua bên kia ông múc nước á, rồi từ từ làm cho ông cái bồn cầu ở đây cho cái cô bãi kế bên đây cô đỡ phải phải. Rồi thưa quý vị khán giả, đằng sau trường là cây mai của nhà cô Bảy. Đây, nay là còn mười mấy ngày nữa là tới Tết rồi quý vị khán giả. Thì bữa nay người dân ở miền Tây á, người ta đã lấy lá mai rồi. Đó, thì còn mấy ngày nữa là mai nó nở vàng rực cả miền Tây rồi ha quý vị khán giả. Thì bữa nay trường nhà cô Bảy đây là gần nhà ông Năm Đương. Thì bữa nay trường với chị Phụng với chị Chí sẽ qua nhà ông Năm Đương để bàn cái việc là làm cái bồn nước cho ông ha. Đây này quý vị khán giả, mua bồn nước với lại có giá rồi nhưng mà nó hơi thấp nên chưa gắn ha quý vị khán giả ha. Đó, cái bồn nước vậy thôi. Nó vừa đủ ông Năm xài vậy chứ nhiêu đó là ông Năm xài được cả tháng trời đó quý vị khán giả. Khi nào hết rồi mình qua nhà cô Bảy mình bơm nước qua. Rồi, hồi nãy mình qua nhà anh Sơn đó, anh Sơn xài cái cây này nè. Thì anh Sơn giờ không xài nữa nên là mình xin qua cho ông Năm để coi ông Năm có đi được không ha quý vị khán giả. À, bà Sáu, đi không? Kêu bà Sáu đi. Cho bà Sáu chai dầu. Dạ. Đây, đây là cái chai dầu này là của chị bên Canada hôm bữa gửi cho trường hai hộp ha, có dặn đi gặp ông già bà lão nào thì cho ha. Thôi bưởi quá trời nè. Nay Bến Tre bưởi rẻ lắm quý vị khán giả ơi. Nay nay bưởi xô là có mười mấy ngàn à, mười mấy ngàn ký. Đây nhà đây là nhà của cô Sáu là chị gái của ông Năm Đương nha quý vị khán giả. Cô Sáu ơi. Ủa chị, cô Sáu đâu chị? Đâu chị vô coi. Chắc qua đi đâu á. Rồi. Ai, nguyên cái dàn bưởi đẹp á. Bưởi sai trái quá trời luôn nè. Không có nhà hả? Dạ. Ông Năm có xì dầu không cho ông Năm luôn? Rồi như trường có giới thiệu ở các tập trước ha quý diễn giả, thì ông Năm Đương năm nay 79 tuổi ha. Ông sống cô độc trong một cái ngôi nhà dày, ông sống một mình. Thì do bị tật từ nhỏ nên là mọi sinh hoạt của ông là rất là khó khăn. Thì cái thời điểm trường được anh Dũng, chị Trí hàng xóm đây giới thiệu xuống, ông ở trong cái nhà nó bị lầy lội mà nó dơ dữ lắm. Thì sau thời gian mà được đây nè, sau khi có nhờ cái cô hàng xóm qua chăm sóc ông thì nay nhà cửa sạch sẽ rồi nè. Chào ông Năm nha. Dạ, chào ông Năm. Ông Năm trời, nay cái cô gặp thấy được kìa. Cười quá trời luôn ta. Đưa cái nó, cái ra lấy cái bịch đó. Đây bịch mua trong Năm. Có ai không? Có dạ. Bịch. Dạ. Để Dũng Chí ra không? Chị Chí hả? Trời đây ơi, dạ. Đây chị Chí đây. Lúc nào cũng coi cười hôm nay chị thương không có mặt. Nè chị Chí nè. Nè con mua pin lại cho cậu nè. Trời ơi, mua pin nghe đài nữa, nghe radio nữa hả? Hồi sáng ông nói vậy nè. Con cậu muốn mua cái điện thoại quá. Tiền cậu mua còn dư á, mua được 3,5 triệu một cái, mua điện thoại chi dưới cô Năm. Mua điện thoại gọi cho ai ông Năm? Buồn quá không có la vô. À rồi, này để bữa nào con qua con tránh lột thằng Dũng hít con lấy cho ông. Nó điện thoại với lại la vô quá trời luôn. Ông Năm, có cái anh Sơn ở bên kia, ổng bữa đi ghép sọ thì phải đi cái chân trống này, cái này nè. Nay ổng hết xài rồi, ông Năm thử đi được không? Ổng tặng lại cho ông Năm á. Không biết ông Năm mà cầm cây này ổng chống chống có đi nổi không trời. Ông đi được không? Chắc mà được ha. Bây giờ đi để chừng nào rót nè, để cho ông Năm lấy che đẩy kia nữa, mà nãy chưa lót qua không có lót. Đây ha, này ông ủa Năm, cái này là con mua nè, cái này là để bịch vô trong cái sọt gác ha. Nè chị Tí, cái này em mua để bịch vô sọt gác cho ông. Rồi cũng rất là cảm ơn cô Bảy hàng xóm của ông Năm ha, bữa giờ cũng qua. Cũng dọn dẹp cho ông. Này nay vô nhà là không có nghe mùi gì nữa rồi. Tối tối hả ông Năm? Nay khỏe chưa ông Năm, khỏe chưa? Cũng khỏe. Nay nhìn mặt hồng hào lại nè. Hồng hào lại nè. Nay đẹp lão quá trời rồi nè. Bỏ vô cậu rồi chứ. Dạ.
Ông Năm bỏ pin vô là vô. Nay nhìn ông Năm mặt hồng hào rồi nè. Chiếc sao nhớ đem cái cầm đùa hốt cho ông Năm ăn Tết nha. Nhớ nha. Cậu râu rồi cắt tóc nha. Xuống lần nữa ăn Tết nha. Cho một lần nữa cho ông Năm. Cái này hết quá đó, hôm qua cho nên được. Đâu 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 coi đây, đây là cô Bảy hàng xóm mà nấu của chị Chí. À chị Chí kho ha. Rồi thịt kể là ăn được 2 ngày rồi. Ông Năm nay là theo mất. Ông Năm đưa chị Chí 100 ngàn nha. Chị mua năm đưa 50 ngàn. Chị nói ông Năm đưa 50 ngàn mà ông Năm nó mất quá. Tội nghiệp. Theo mất nha. Bữa nay chị mua nửa ký 70, bữa hôm sau lần. Nha ông Năm. Cười. Đây quý vị khán giả bữa kia cũng có ý kiến là cái bình ga của ông Năm để đầu giường thấy ghê. Nhưng mà không có chỗ nào để nữa quý vị khán giả. Này cũng không biết để đâu. Tại vì cái bếp của ông để đây, ông tiện tay qua ông dặn ông không nấu nước đây nè. Còn cái bình ga thì chắc mình nối dồi mình qua, nếu mà để được thì để đầu này nè, để qua góc đây. Thì để cái này để bữa nào Trường sẽ sắp xếp coi cái bồn nước đưa vô á thì sẽ thay đổi cái chỗ để cái bình ga ha. Cái bếp để bình ngồi lên nó rộng hoài. Ngồi lên. Rồi cái chỗ cái vòi nước con để đây nha. Có gì ông xả rồi ông pha trà hay gì đó ông xả đây ha. Ừ. Dạ. Sạch sẽ. Khi nào làm mới nói hả? Ông đừng ở trong nha. Tại vì tụi con khi nào mà sắp xếp được rồi mới qua làm. Chứ. Đúng rồi. Dạ. Tại vì còn công việc gần Tết, có công việc hơi nhiều đó ông Năm. Ha. Rồi sắp xếp xuống được rồi chị em con sẽ xuống làm cho ông Năm, chờ anh Linh đem gạch xuống nữa. Mà bây giờ dạ gần Tết dạ sao mà chị gắn xuống con dạ. Không có chạy hả? Không có được hả? Phải gắn vậy hả? Này, ông Năm về ăn được không? Được. Khỏe ha ông được. Năm quá không? Dạ ông Năm gắn giữ dạ. Sạch sẽ vậy nha ông Năm. Wow. Cái la vô của ông Năm nghe lớn quá trời ta. Rồi ông Năm ghiền nghe la vô nữa rồi quý diễn giả ơi. Hôm qua nói vậy nè. Nhắn một. Cậu muốn đặt cái la vô này mà con bị buồn nha. Sao vậy? Ừ. Nó hát không được, con cái chị nói tại nó hơi biên nó tổng chứ đâu có gì. Ông đập cái la vô hả? Đó, bởi vậy ông Năm là nóng dữ lắm. Chị mượn cái nó mua, nó nói cười. Đây nè. Bây giờ mặt đẹp ha. Cái mặt đó ăn bữa giờ anh uống sao ông Năm, được không? Được. Dạ. Được mà được, ho còn ho quá. Ho quá hả? Dạ. Mặt có biến luôn. Không ấy giờ mình làm xị cho nó hết ho ông Năm. Ông Năm xích dầu không? À đưa cho ông cái chai gì đó thôi đi. Ông Năm xích dầu không? Dầu gió xanh. Dầu gió xanh ông Năm xích không? Con. Dạ. Ông Năm có chưa? Không có, không có. Không có, không có gì hả? Là ông Năm lấy cái dầu đi của mấy chị ở cái bên. Cái này là bên của một cái chị ở Canada gửi tặng nè. Dạ, móc ra cho ông luôn. À, đây rồi, Trường cảm ơn cái bà chị giấu tên ở Canada nha, gửi cho Trường hai lốc dầu gió xanh dạ. Để tặng cho các ông già bà lão. Dạ, nè ông Năm bỏ vô hộp nè, hay là để vậy? Dạ, chị dặn dặn cái nút ra cho ổng luôn đi, tại vì nó có một cái khúc gì đó. Rồi, rồi, được rồi, dặn vô đi. Nè, ông Năm nè con. Dạ, nè con để đây đầu giường cho ông Năm ấy nha, này có một nút bật nó vậy đó. Dạ. Vậy ông Năm cứ giữ dạ, cảm ơn nha. Dạ. Dạ, ông Năm nay sạch sẽ mà vô nhà không có còn nghe mùi nặng như hồi trước của diễn giả, cũng mừng cho ông. Dạ, con bao là cũng đến lâu rồi muốn chồng tha rồi. Sao ông Năm? Chồng đến lâu rồi nó muốn chồng. Nó muốn sụm cái giò. Muốn sụm đây rồi. À đi muốn sụm cái giò. Muốn sụm cái giò. Chà. Thôi cái đó giờ chịu rồi, ổng cũng có tuổi rồi, năm nay 78 tuổi rồi chị anh giả.
ông Năm là nhớ đi chống chống cái này nè, để chừng nào mà chị em con lót được cái nền này đó là có cái chiếc xe đẩy bốn bánh á, ông Năm dịnh lên cái ông Năm đẩy 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 đi từ từ là được à. Mà tại vì chưa có cái lót gạch nên con chưa đem xuống nha. Dạ ráng nha ông Năm. Tết rồi chú Trường xuống hớt tóc với cạo râu cho ông Năm ăn Tết. Ủa nha. bà Sáu đi đâu ông Năm? Mới ra đi đâu rồi? Vậy hả? Hồi nãy con tính ghé cho chai dầu mà đi đâu á? Đi đâu rồi? Nó đi được, đi hoài à. Đi hoài. Đây, ông bà Sáu là... Mới nói là... Bà Sáu là em gái của ông Năm ở diễn giả ha. Ở gần ông Năm, nhưng mà bà cũng yếu. Để đây nè. Bà cũng yếu nên là không có chăm sóc được cho ông Năm ha. Ông Năm ở đây mình, hồi trước thì ông tự xoay sở. Thì lâu lâu thì chị Chí với lại anh Dũng, hàng xóm cũng ở xa, cũng ghé lại để cũng giúp ông nấu nướng rồi vậy đó. Nhưng mà cũng không có thường ở đây nên là ông Năm chủ yếu là ông từ xoay sở về nhà cửa rồi. Cũng lầy lội dữ lắm. Hồi trước cái chỗ ông ngồi đây này có diễn giả ha, nó lầy dữ lắm lầy, nhưng mà giờ nó hết rồi. Giờ ngon lành rồi. Cái bồn à, vậy hồi nãy em nói cái chỗ cái parabol đó chị Chí làm thấp chỗ cái nồi này, thấp hơn cái nồi nữa, ổng vối qua một cái là ấy rồi, thì mình hàn cái bồn nó sao cho cái dòi nước nó cao lên đây chứ, nó cao lên tới đây được nè. Không cao hơn nó mới dội đây hả? Tên chút nữa cao quá chị. Không cao quá vừa thôi. Không, cái bồn mà để lên ngay đây nè, cái dồi dạ rồi nè. Hàng bữa này là ông Năm nay thấy đỡ lắm rồi, cái diễn giả sạch sẽ rồi ha, không còn bốc mùi giống như trước đây nữa rồi. Thì cho tới nay thì cũng chưa làm được cái ấy nước cho ông Năm. Gấp quá thì làm ok. Dạ gấp gáp quá ông Năm thông cảm ha. Gấp Tết quá rồi. Dạ gần dạ. Tết rồi. Vậy nay chị em con xuống thăm ông Năm vậy ha, ông Năm khỏe ha. Rồi cảm ơn nha. Dạ. Rồi chừng nào xuống nữa. Dạ. Chừng nào xuống nữa. Khi nào ông Năm cho phép con xuống thì con xuống à. Cười cái thương đó. Hả? Vậy ông Năm muốn nào chị em con xuống? Dạ. Chừng nào xuống cũng được á. Ngày xuống một được ông Năm? Qua Tết cũng được. Qua Tết cũng được nữa. Xuống lần nữa lần sắp xếp bận hốt tóc với chú Trường cạo râu cho ông Năm ăn Tết. Buổi kịp á thì anh Linh xuống nữa là làm cái gạch cho ông Năm, cho ông Năm khỏe. Tết gạch đó là không kịp quá. Làm có một khoảnh đây không Năm ơi? Con mới bóp cổ anh Linh được 2 thùng gạch. 2 thùng thì mình làm ở ngay chỗ đây được nè, đủ nè. Ý là 2 thùng nếu mà thiếu nữa thì mua thêm 2 cái nữa biết sao. 2 thùng 2 mét nữa lận lót cho sau này để cái giường á cho nó đựng có xét. Được không? 2 mét nữa. Thôi chứ giường không có quan trọng. Không, nó không xét, cái này nó cũng là xi măng. Cái này nền xi măng rồi. Xi măng giống thế rồi đó. Rồi thôi tạm biệt cái diễn giả ha. Cái hoàn cảnh của ông Năm thì nó cũng đã, Trường cũng đã quay nhiều tập trước đây rồi. Thì Trường cũng không có nhắc lại nhiều nữa ha. Thì tạm thời ông Năm giờ sống vậy là cũng tạm ổn rồi. Thì anh em Trường sẽ tiếp tục còn quan tâm tới hoàn cảnh của ông Năm. Và sẽ làm cho ông được cái parabol, cái vòi nước để ông khỏi phải bò qua bên kia ông múc nước á. Rồi từ từ làm cho ông cái bồn cầu ở đây cho cái cô bãi kế bên đây, cô đỡ phải mỗi lần mà ông đi á thì cầu á nó cũng đỡ. Không ấy là gửi ông Năm nói giờ là không dám lăn cái giường, không ấy là mình kêu chị Chí với Kim Dũng coi ở đâu á mua giùm, gửi tiền mua giùm. Chứ bây giờ ông Năm nói giờ ông ngủ ông dám lăn. Giường hả? Cái giường bị sập xệ hả? Bữa hổm mình lần đầu xuống thì bữa nào xuống là làm luôn em. Xuống là làm luôn. Hey, cái này dạ, chắc mua một cái giường sắt, cái giường bằng sắt 7 triệu, triệu mấy gì đó, hình như 2 triệu 7 gì đó. Thấy ông Năm gán hết bữa nó đi rồi con nói cho anh Dũng đi mua nha. Dạ. Rồi, thôi, Trường xin kết thúc video ở đây ha, tạm biệt quý vị khán giả ha.